Em xin kính chào toàn thể các bác yêu lan. Hôm nay là phiên ngày mùng 10 tháng 3 năm 2019. Thì hôm nay em có về hai cái dề đùi gà thuần. Nên là em quay mặt hoa cho các bác. Đây là mặt hoa của đùi gà Cao Bằng ạ. Đó. Và các bác muốn mua Trần Mộng Xuân nhà em thì hẹn các bác vào cuối tuần tới nhé. Hiện giờ thì nhà em đã hết hàng rồi. Đây là mặt hoa của Trần Mộng Xuân, tươi rất là lâu. Cái này thì nếu không nhầm thì em quay clip này là lần thứ tư, thứ năm rồi. Đấy. Rất là bền, đây kể cả hoa đùi gà cũng rất là bền. Hôm nay thì em có bốn dề thuần. Thứ nhất là dề cáo. Cái dề cáo này thì có 4 ngọn. Đây. Có 4 ngọn. Cái dề này thì em bán giá là 200 nghìn ạ. Cái này dễ cũng đã bám rồi. Bám rất là ổn định rồi. Đây. Sau Tết là bắt đầu vào mùa hoa cáo. Thì các bác muốn ngắm hoa cáo Cao Bằng thì các bác có thể mua những cái dề thuần hoặc là dề nguyên bản từ bây giờ. Thì, tới này chúng ta chỉ việc ngắm hoa thôi, không lo bị rụng lá hoặc là bị trột. Cái dề cáo này có giá là 200 nghìn các bác nhé. Tiếp theo dề đùi gà. Dề đùi gà số 1, cái dề này thì có, để em xem có bao nhiêu thân hoa này. 1 này, 2 này, 3, 4 thân hoa các bác ạ. Đây, 4 thân hoa. Cái dây này em bán giá là 250.000. 250.000. Đấy, có rất là nhiều mầm tơ đang mọc lên ở cái phần gốc rồi, nhiều lắm. Đây các bác có thể nhìn, để em lấy nét. Đó, đấy. Đây là mầm đấy ạ. Với cả trên, nhiều lắm đây này, trên này nữa này. Đó. Vì hơi tối nên nhìn cũng hơi khó. Đây mầm đây. Rất là nhiều mầm đang lên. Cái dề đùi gà số 1 này có giá là 250.000 các bác nhé. Tiếp theo dề đùi gà số 2. Cái dề này thì chưa có nụ ạ. Những cái thân có lá này thì sang năm nó sẽ cho nụ. Đấy, về các bác chăm sóc cho nó mập mạp lên chút. Đây là dề nguyên bản. Cái dề đùi gà số 2 này là nguyên bản, dề đầu tiên hình như cũng nguyên bản đấy các bạn, không phải dề thuần đâu. Cái dề này có giá là 200.000 các bác nhé. Tiếp theo dề số 3 này thì chỉ có hai ngọn. Đây. Cái này thì đã có hoa rồi này. Đấy, và cái vòi này nữa, cái thân này rất là nhiều vòi hoa. Rất là nhiều hoa, nhiều nụ. Đấy, cái này thì dề thuần. Dễ cũng đã bám tương đối là ổn định rồi. Cái khúc này em bán giá là 130.000 ạ. 130.000. Tiếp theo. Đây, hôm nay em có một ít hoàng thảo kim thoa. Cái chỗ này em bán giá là 70.000 các bác nhé. 70.000 ạ. Tiếp theo là thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa phiên này em để giá cho các bác là 60.000 một cân. 60.000 một cân thôi. Tiếp theo là bạch ngọc đuôi công. Thì cái chỗ này, đây em bán cả chỗ này, em không tách ra đâu các bác nhé. Cái này thì về các bác trồng vùi giá thể đến đây thì nó tỏa sang hai bên như này. Đấy, cái này tách ra thì cũng không được. Tách cũng rất là khó. Đấy, được cái khóm này thì thân rất là mập mạp. Và một khóm bé này nữa. Cái chỗ bạch ngọc đuôi công này em bán giá là 250.000 ạ. 250.000. Tiếp theo là em có những cái bảng giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp ạ. Một bảng như thế này có giá là 350.000 ạ. 350.000.
có bảng thì mọc rất là nhiều mầm rồi. Đấy. Đây. 350.000 một bảng giả hạt Pháp. Tiếp theo là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì hàng đang nụ. Đây. Hàng đang nụ nhưng mà có một số cây thì nụ nó cũng, bởi vì nụ cũng lên khá cao rồi nên là vận chuyển thì nó cũng bị rụng đi một số rồi. Có một số thì giữ được, còn một số thì cũng không giữ được rồi. Nói chung là về các bác may mắn thì được cái vòi hoa năm nay, còn nếu không thì về các bác chăm sóc đến mùa sang năm chúng ta ngắm hoa nhé. Đấy, ví dụ như dề này, còn cái nụ này thì chắc là được này. Sơn thủy tiên em bán giá là 220.000 một cân ạ. 220.000 một cân. Có một ít vanda này, 100.000 các bác nhé. 100.000 cái chỗ vanda này. Tiếp theo hạc vĩ. Hạc vĩ em bán giá là 260.000 một cân ạ. Hạc vĩ 260.000 một cân, hàng đang nụ các bác nhé. Phi điệp 5 cánh trắng, họng tím và họng hồng. 130.000 một cốc ạ. Tiếp theo là tắc kè đá. Tắc kè đá về các bác ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Có giá là 50.000 một cân. 50.000 một cân tắc kè đá. Hài vệ nữ 50.000 một cân ạ. Hài vệ nữ 50.000 một cân. Thì các cái hình hài vệ nữ thì em những cái dề to thì em có đánh số để các bác lựa chọn và các bác biết ước lượng là một cân hài vệ nữ nó được tầm bằng nào. Ở đây có các dề số 1 là 50.000, nó là một cân này. Số 2 cũng vậy. Hài vệ nữ thì bây giờ chuẩn bị vào mùa hoa các bác nhé. Nụ nó đây. Số 2 50 này. Số 3 100.000 ạ. 2 cân. Số 4 80.000. Số 6 100.000. Được rất là nhiều luôn. Đấy. Số 7 130.000. Số 8 80.000. Số 9 50.000, đây là 1 cân này. Và số 10 cũng là 1 cân là 50.000. Đó là các cái dề hài vệ nữ to. Tiếp theo, em có chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì em bán giá là 240.000 một cân. Chuỗi ngọc đang mùa hoa. 240.000 một cân. Hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi em bán giá là 230.000 một cân. 230.000 một cân hoàng thảo vôi ạ. Long tu đá. Long tu đá hoa tím. Đây mặt hoa đây. Em bán giá là 220.000 một cân ạ. Hàng đang nụ. Đấy, rất là nhiều nụ. Long tu đá hoa tím 220.000 một cân thôi. Đây là sơn thủy tiên. Nãy em giới thiệu rồi. Tiếp theo, đai châu. Em bán giá là 180.000 một cây ạ. 180.000 một cây. Đấy, rất là khỏe. Cây này đang nụ này. 180.000 một cây đai châu.
là những cái mặt hàng của nhà em ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu lấy loại nào thì gọi điện hoặc là nhắn tin cho em vào số điện thoại 0914996482 nhé. Em chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.